Rúng động, 6 người Việt tử vong trong khách sạn Thái Lan, thông tin chính thức đầy đủ nhất. 6 người nước ngoài gốc Việt tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan tối ngày 16 tháng 7 năm 2020. Truyền thông Thái Lan cho biết các nạn nhân có thể đã tử vong từ 24 giờ trước khi được phát hiện. Các nạn nhân bị sát hại. Một trong những thi thể trên trong khuôn viên khách sạn. 5 thi thể khác trong một phòng nghỉ. Hành lý được tìm thấy gần cửa trước. Các loại trà và cà phê đã sử dụng. Một nạn nhân xuất hiện vết thương trên mặt nhưng có thể do bị ngã hoặc va đập, không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Theo cảnh sát Thái Lan, hiện trường để lại không có dấu hiệu xô xát. Tài sản của các nạn nhân có vẻ không bị lục soát hay ẩu đả, xâm hại. Các dấu vết để lại cũng không cho thấy có người đột nhập từ bên ngoài. Không có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân bị cướp hoặc hành hung trước khi chết, nghi bị đầu độc. Bước đầu, cảnh sát Thái Lan xác định các nạn nhân bị sát hại. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn nợ nần. Một trong 6 nạn nhân chính là thủ phạm. Cảnh sát xác định nghi phạm đã đầu độc và sát hại nhóm người này là bà Serin Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng với các quan chức cảnh sát cấp cao đã ra lệnh nhanh chóng điều tra vụ việc. Thông tin từ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tới ngay hiện trường nắm tình hình và đưa Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo nhanh một số thông tin sơ bộ. Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao theo dõi sự việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Danh tính các nạn nhân. Trước đó, truyền thông Thái Lan đã cập nhật danh tính các nạn nhân gồm Chong Serin, 56 tuổi, Đặng Hùng Vân, 55 tuổi, cả hai đều có quốc tịch Mỹ, Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị